Hello, đây là cái vườn cây ở ngoài, cái desk của mình. Cây đậu, cây cải xà lách, cây kéo, hành lá, rau quế với lại rau húng cây. Cây kia là cây khênh niệp của Hàn Quốc nhưng mà cùng họ với lại cây tía tô của Việt Nam. Cây bự bự này là cây tắc. Cây này là cây bông cẩm tú cầu. Cây hồng này bữa nay có một cái nụ. Cây này phải cẩm tú cầu không ta, tiếng Việt là gì? Cái bông gì mà bự bự, đúng là cẩm tú cầu, thứ bên Đà Lạt rất là nhiều nha. Nhưng mà giờ nó chưa có nở, nó mới có nhưng mà rất là nhiều bông. Xem cây tắc của mình đây nè. Cái này mình hái hết 3 đợt rồi, làm hái tắc vô làm nước tương, làm nước mắm với lại pha nước uống. Hái hết 3 đợt rồi còn được nhiều đây. Wow, nó ra bông rất là nhiều, rất là thơm. Mỗi lần tưới cây ở đây, ngồi ở đây thích ngửi cái mùi thơm của nó thoải mái, mình rất là thích. Có nhiều đó thôi. Ở ngoài vườn kia có mấy cây, cây gì, cây blueberry. Mình đi xuống coi blueberry.